Lịch sử ngành công nghiệp bán dẫn. Ngành công nghiệp này hình thành vào khoảng năm 1960, ngay khi lĩnh vực chế tạo linh kiện bán dẫn trở thành một ngành kinh doanh có thể phát triển và tồn tại độc lập. Kể từ đó, ngành công nghiệp này đã trở thành điều không thể thiếu trong việc sản xuất các thiết bị thiết yếu cho đời sống con người, đặc biệt là thiết bị điện tử. Vào năm 2022, doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp bán dẫn đã đạt 601,7 tỷ đô và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Vậy ngành công nghiệp khổng lồ này đã hình thành như thế nào? Thuật ngữ bán dẫn. Chất bán dẫn, tiếng Anh là semiconductor, là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng, gọi là bán dẫn vì chất này có thể dẫn điện ở một điều kiện nhất định, còn ở một điều kiện khác sẽ không dẫn điện. Tính bán dẫn có thể thay đổi khi có tạp chất. Những tạp chất khác nhau có thể tạo tính bán dẫn khác nhau. Trường hợp hai chất bán dẫn khác nhau được gắn với nhau đã tạo ra một lớp tiếp xúc. Các tính chất của các hạt mang điện như electron, các ion và lỗ trống điện tử trong lớp tiếp xúc này là cơ sở để tạo nên diode, bóng bán dẫn và các thiết bị điện tử hiện đại ngày nay. Thuật ngữ bán dẫn được sử dụng lần đầu tiên bởi Alessandro Volta vào năm 1782. Sau đó, Michael Faraday là người đầu tiên quan sát thấy hiệu ứng bán dẫn vào năm 1833. Faraday quan sát thấy điện trở của bạc sunfua giảm theo nhiệt độ. Năm 1874, Carl Braun đã phát hiện và ghi lại hiệu ứng diode bán dẫn đầu tiên. Braun quan sát thấy rằng dòng điện chạy tự do chỉ theo một hướng tại chỗ tiếp xúc giữa một điểm kim loại và một tinh thể galen. Năm 1901, thiết bị bán dẫn đầu tiên được gọi là râu mèo được cấp bằng sáng chế. Thiết bị được phát minh bởi Jagadish Chandra Bose. Râu mèo là một bộ chỉnh lưu bán dẫn tiếp xúc điểm được sử dụng để phát hiện sóng vô tuyến. Sự ra đời của bóng bán dẫn. Transistor hay bóng bán dẫn ra đời vào cuối năm 1947. Phát minh này thuộc về ba cộng sự tại Bell Labs: John Bardeen, Walter Brattain và William Shockley, những người đã được trao tặng giải Nobel về hóa học cho phát minh của họ vào năm 1956. Cái tên bóng bán dẫn được John R. Pierce nghĩ ra. Ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Bell Labs nổi tiếng. Vào tháng 5 năm 1948, ông đã giành được giải thưởng của phòng thí nghiệm về cái tên hấp dẫn cho một phát minh mới chỉ có 6 hoặc 7 tháng tuổi ở vào thời điểm đó. Để việc phát triển bóng bán dẫn có tốc độ càng cao càng tốt, Bell Labs đã quyết định cung cấp công nghệ bóng bán dẫn theo bản quyền. 26 công ty, bao gồm cả IBM và General Electric, đã mua giấy phép, mỗi công ty trả 25.000 đô la Mỹ. Nhưng để công nghệ bóng bán dẫn trở nên thành công về mặt kinh doanh, nó sẽ phải thu hút sự quan tâm của số đông. Nhờ chiếc đài bán dẫn, điều đó đã trở thành sự thực. Mô hình đầu tiên của chiếc đài bán dẫn được giới thiệu vào tháng 10 năm 1954, có chứa 4 chiếc bóng bán dẫn. Đài bán dẫn xách tay có nghĩa là con người có thể nghe được âm nhạc và thông tin ở bất cứ đâu. Nhờ khả năng có thể xách di chuyển của nó mà một cuộc cách mạng về âm nhạc đã ra đời, nhạc rock and roll. Quay trở lại với sự sáng tạo ra bóng bán dẫn cuối năm 1947, đây có thể là phát kiến quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tất nhiên, ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống hàng ngày trong thế kỷ 20 và 21 không hề được đánh giá quá mức. Con bọ, theo cách gọi trêu mến của những tay chơi đồ điện tử, được sử dụng lần đầu tiên trong khuếch đại các tín hiệu âm thanh. Chính bởi vì điều này, thiết bị xách tay vô tuyến đầu tiên của thập niên 1950 được biết đến như là những chiếc đài sử dụng bóng bán dẫn, đài bán dẫn. Nhưng trong dài hạn thì ứng dụng quan trọng nhất của bóng bán dẫn lại là ở vai trò của một công tắc đóng mở trong mạch điện tích hợp IC được biết đến nhiều hơn dưới dạng các con chip. Nhờ vai trò như là một công tắc bé xíu, hàng trăm triệu chiếc bóng bán dẫn cùng nằm trong những con chip cấu thành trái tim của những thiết bị điện tử mà con người sử dụng hàng ngày như máy PC, máy tính xách tay và máy chủ, điện thoại di động, lò vi sóng, xe hơi và danh sách này là vô hạn. Không một con chip nào có thể hoạt động mà không có bóng bán dẫn và không một chiếc máy tính nào có thể hoạt động mà không có chip. Điều đó làm cho bóng bán dẫn có một vai trò không thể thiếu trong những tiến bộ công nghệ trong 60 năm qua. Một điều thú vị về cơ bản bóng bán dẫn không làm gì nhiều hơn một công tắc bóng đèn thông thường, đó là bật hoặc tắt. Trạng thái bật của bóng bán dẫn được biểu thị bằng số 1, trạng thái tắt được biểu thị bằng số 0. Một số lượng lớn các bóng bán dẫn phát ra các số 1 và số 0 mà máy tính sử dụng để tính toán, xử lý ký tự,
phát đĩa DVD và hiển thị hình ảnh. Sự ra đời của mạch tích hợp. Vào cuối những năm 1950, bóng bán dẫn đã tìm được con đường để đến với đài thu thanh, máy điện thoại và máy tính. Và mặc dù chúng đã nhỏ hơn nhiều so với các đèn điện tử, chúng vẫn chưa đủ nhỏ cho một thế hệ thiết bị điện tử mới. Do đó, một phát minh tiếp theo là cần thiết để cung cấp năng lượng tính toán nhị phân lớn và giúp cho bóng bán dẫn trở nên phù hợp với sản xuất số lượng lớn ở mức chi phí thấp hơn bao giờ hết. Năm 1958, Jack Kilby, công ty Texas Instruments, và Robert Noyce, công ty Fairchild Semiconductor, người sau đó đã tham gia đồng sáng lập công ty Intel, đã khám phá ra số lượng bóng bán dẫn lớn nhất có thể được tích hợp bên trong một mạch tích hợp, hay còn gọi là IC hoặc chip, đó là một bước tiến đáng kể. Các con chip có hai ưu điểm, chi phí thấp hơn và hiệu năng cao hơn, nhờ vậy mà nó dễ dàng được sản xuất hàng loạt. Gordon Moore, người đồng sáng lập ra công ty Intel cùng với Noyce, đã đưa ra một dự báo trong một bài đăng trên cuốn tạp chí được xuất bản vào năm 1965. Ngày nay, chúng ta gọi dự báo của ông là định luật Moore. Định luật này dự báo rằng số lượng bóng bán dẫn trên một con chip có thể tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm. Điều đó cũng mang lại sự gia tăng sức mạnh xử lý. Rất nhiều linh kiện cực nhỏ được sắp xếp trên một bề mặt nhỏ. Đây là triết lý được chứng minh là yếu tố quyết định tạo ra cuộc cách mạng chip vi xử lý. Vượt qua thách thức. Bóng bán dẫn bị rò điện là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Nếu không có sự đột phá lớn nào, họ có thể bị dồn đến một giới hạn cơ bản đã được dự báo từ lâu. Điều đó không chỉ hàm ý sự kết thúc của định luật Moore, mà nó còn đe dọa việc đưa cuộc cách mạng số của những thập kỷ trước đây đến một sự kết thúc. Các con chip máy tính có hiệu năng được tăng gấp đôi sau mỗi chu kỳ 24 tháng sẽ trở thành những điều của quá khứ. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng được tìm ra bởi phát minh làm cho lớp cách điện mỏng hơn, và điều này chỉ khả thi bằng cách sử dụng một loại vật liệu khác có mật độ nguyên tử nhiều hơn. Vào tháng 1 năm 2007, Intel đã công bố rằng lần đầu tiên sau 40 năm, lớp cách điện sẽ không còn được chế tạo từ dioxid silic nữa, mà là bằng hafnium, một kim loại màu xám bạc có những đặc tính điện tốt hơn và cắt giảm rò rỉ điện tới 10 lần. Bản thân Gordon Moore đã gọi sự đột phá này là sự thay đổi quan trọng nhất về công nghệ bóng bán dẫn kể từ cuối thập kỷ 60. Nhưng đột phá này mới chỉ là một nửa của giải pháp. Loại vật liệu mới không tương thích với một bộ phận quan trọng khác của bóng bán dẫn là cực cổng. Tệ hơn nữa là những bóng bán dẫn mới sử dụng loại vật liệu cách điện mới còn hoạt động kém hiệu quả hơn cả những bóng bán dẫn cũ. Cuối cùng, Intel đã tìm ra một loại vật liệu mới cho cực cổng, một vật liệu bí mật. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2007, Intel đã giới thiệu một thế hệ chip mới sử dụng loại vật liệu này và dựa trên quy trình sản xuất 45 nanomet. So với quy trình 65 nanomet trước đây, quy trình sản xuất nhỏ hơn này cho phép Intel gần như tăng gấp đôi số lượng bóng bán dẫn trên cùng một diện tích bề mặt. Vì những bóng bán dẫn 45 nanomet nhỏ hơn so với thế hệ trước, chúng cũng tiêu tốn mức năng lượng ít hơn 30%. Trong những thập kỷ vừa qua, bóng bán dẫn và chip đã liên tục được cải tiến, đem lại công suất xử lý lớn hơn với mức chi phí thấp hơn. Điều này đã tạo tiền đề cho quá trình tự động hóa kinh tế toàn cầu, nhưng chip xử lý và máy tính vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước. Theo thời gian, máy tính nói chung đã trở thành một công cụ vận hành thế giới. Nó in ra những hợp đồng, gửi email, xử lý những tác vụ tính toán phức tạp, cũng như phát các bộ phim giải trí, v.v. Trong tương lai, máy tính được kỳ vọng sẽ trở thành những cố vấn thông minh có khả năng tự học để thay thế con người. Cuộc đua công nghệ bán dẫn giữa Mỹ và châu Á. Ngày nay, lĩnh vực bán dẫn được xem là nền tảng của công nghệ và được các nước trên thế giới rất là coi trọng. Trong khi châu Á đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong sản xuất bán dẫn, thì sản lượng của Mỹ đã giảm mạnh trong vòng 20 năm trở lại đây. Từ 2001 đến 2007, sản lượng sản phẩm máy tính và điện tử của Mỹ theo danh mục hàng hóa bao gồm chất bán dẫn tăng 160%. Nhưng trong giai đoạn 2009 đến 2019, tốc độ tăng trưởng giảm xuống hơn một nửa, chỉ còn 73,68%. Theo Hiệp hội Thương mại ngành công nghiệp Mỹ, khoảng 80% hoạt động sản xuất bán dẫn toàn cầu hiện đang diễn ra ở châu Á chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại châu Á, hai công ty sở hữu công nghệ sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc.
Đối với Mỹ, Intel là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất quốc gia và là một trong những nhà sản xuất vi mạch lớn nhất trên thế giới. Hay nói cách khác, năng lực của tập đoàn này có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cạnh tranh công nghệ bán dẫn của Mỹ trên toàn cầu. Nếu nước Mỹ ngày càng thể hiện sự chậm chân trong cuộc đua bán dẫn, họ sẽ khó tận dụng công nghệ này trong việc giải quyết những thách thức về trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông, an ninh mạng trong tương lai. Theo công ty nghiên cứu công nghệ Gartner, doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn thế giới đạt khoảng 601,7 tỷ đô vào năm 2022. Trong đó, Samsung Electronics Co. xuất sắc đứng đầu danh sách các nhà sản xuất chip toàn cầu khi tính theo doanh thu và chiếm 10,9% thị phần. Theo sau là Intel Corp với 9,7% thị phần, SK Hynix Inc. với 6,0% thị phần và Qualcomm với 5,8% thị phần toàn cầu. Lưu ý là TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã không được đưa vào nghiên cứu của Gartner. Trong bối cảnh cuộc đua chip bán dẫn ngày càng khốc liệt giữa Mỹ và châu Á như hiện nay, thì theo các chuyên gia nhận định, cán cân đang nghiêng về châu Á. Thứ nhất là công nghệ sản xuất chip, các quốc gia châu Á, cụ thể là TSMC của Đài Loan, đang dự kiến sản xuất chip tiến trình 4 nanomet vào năm 2024. Và đặc biệt là Samsung Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch sản xuất chip tiến trình 3 nanomet. Thứ hai là chi phí hoạt động. Nếu hàng chục năm trước, Mỹ và châu Âu có chỗ đứng vững chãi trong sản xuất bán dẫn, thì ở thời điểm hiện tại, chi phí xây dựng và duy trì một nhà máy chip ở Mỹ đắt hơn 35% so với Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore, và đặc biệt là khoảng cách với Trung Quốc là 50%. Sở dĩ chênh lệch như vậy là do thiếu sự trợ cấp từ chính phủ, chi phí lao động và tiện ích cũng là các yếu tố ảnh hưởng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!